Thái Huy ạ. Tôi hận anh. Có muốn không? Cơ hội trúng giải thưởng giá trị đến từ Samsung và các phần quà của Rap Việt. Bình chọn ngay cho rapper bạn yêu thích của tuần. Tải app Fion và tham gia ngay. Cứ để cho tôi. Dạ. Anh Hai. Có chuyện gì? Em vừa thu thập được tin tức của buổi họp báo hôm nay, nên về báo cho anh liền nè. Như thế nào? Hôm nay Nhã Đan trả lời báo chí rất là thông minh, lại được phù phép bởi bàn tay thần của Don Lê nữa. Vì vậy, hình ảnh của Nhã Đan sắp tới trong mắt của giới truyền thông sẽ được nâng cao. Có điều là trong buổi họp báo ngày hôm nay có Thái Quy, người yêu cũ của Nhã Đan. Hiện giờ Thái Quy đang quen Hải Vi, nên chắc vì vậy mà Nhã Đan uống hơi nhiều. Cô lên phòng ngủ trước đi, để ba lo cho cô Đan được rồi. Gia Bảo, con gái khi uống say thường không muốn người mình yêu thương nhìn thấy bộ mặt xấu xí của mình đâu. Anh Hai, nếu như anh muốn dung đốc tình cảm cho Nhã Đan thì kéo cô ấy về công ty của mình đi. Nghe nói bên Ever cô ấy bị chèn ép dữ lắm. Chưa phải lúc. Tránh ra. Đừng có động vô người tôi. Đừng tưởng tôi xỉn rồi muốn làm gì làm nha. Đi ra. Có cần em giúp gì không? Em vô ngủ trước đi, để anh lo cho cổ. Anh, lo cho cổ? Ok em hiểu. Em vô nha. Thì ra thứ em muốn là cái này. Chúc ngủ ngon.